Tôi tên là Nguyễn Thị Phượng, năm nay tôi 55 tuổi. Tôi đã bị bệnh mất ngủ triền miên tới 5-6 năm nay rồi. Thật tình mà nói là giấc ngủ của tôi đưa vào rất là khó. Một đêm tôi chỉ ngủ được có 1-2 tiếng đồng hồ à. Vậy mà dạo gần đây lại còn là quên trước quên sau, lại nặng đầu nữa chứ. Tôi cũng có đi khám ở trên bệnh viện Trung ương thì họ cũng có cho tôi thuốc về nhà uống. Mà khi uống được một chút thì lại ngủ ngon được một chút, còn không uống thì lại mất ngủ trở lại bình thường. Dạo gần đây con gái tôi nó có đem về cái An Dứt Hoàng, nghe nói cái sản phẩm An Dứt Hoàng là một loại thuốc là làm từ thảo nhược của người Mường. Tôi cũng không tin tưởng gì mấy. Tôi thật bất ngờ khi sử dụng An Dứt Hoàng, sức khỏe của tôi đã lấy lại như xưa, và ăn uống thì ngon miệng hơn, ngủ lại sâu hơn, ngủ ngon hơn. Và có những đêm trời mưa gió bão bùng vậy đó mà tôi chẳng hay biết gì hết, tôi ngủ một giấc tới sáng luôn. Giật mình dậy thì con người tôi thật là khỏe mạnh. Tôi rất cảm ơn thầy Trúc và cảm ơn sản phẩm An Dứt Hoàng đã lấy lại giấc ngủ cho tôi. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.